Xin chào mọi người. Như mọi người đã biết thì trong video lần trước mình đã cho mọi người xem những cái đôi giày mà mới lấy về chưa qua vệ sinh. Thì tình hình là như thế này mọi người ạ. Thì hôm qua mình cũng đã vệ sinh những cái đôi đó rồi, tuy nhiên là chưa được sạch. Mình cũng đã cố hết sức rồi nhưng mà nó vẫn không được sạch. Thì những cái ô này, thì những cái đôi này mình sẽ vệ sinh lại dần dần. Vì thế là không thể lên được cho mọi người xem. Mà chỉ còn có mấy ngày nữa là dừng ship rồi. Thì video này mình sẽ cho mọi người xem qua luôn. Để nếu mọi người ưng đôi nào thì mọi người có thể chốt luôn. Để mình vệ sinh luôn. Chứ còn giờ vệ sinh lại cái đống này cũng phải mấy ngày nữa mới xong. Rồi còn phơi nữa cơ. Chỗ mình thì đang mưa mà. Ban đầu nó có 30 đôi cơ, nhưng mà những cái đôi kia thì vệ sinh đã sạch rồi, gọi là còn một tí thôi. Thì những cái đôi này thì nó chưa được sạch cho lắm nên phải vệ sinh lại. Đây, quay sai luôn. Đôi này là size bao nhiêu đây? Size 41. Đôi này size 41, 650 này. Đôi này 42, 650. Đôi này 600.000, size 42 màu cam. Đôi này cũng 650 này. Size 39 à? Ừ, 39. Đôi hồng này 42. Size 650. Đôi này là 41, đôi này 41 nha mọi người. 600.000. Đôi này bao nhiêu đây? Đôi này 44, 550 thôi. Đôi này hơi bẩn. Đôi này chỉ 550 thôi này. Đôi giày chạy này đẹp, size 42, 650. Đây, nó bị bẩn ở đế như thế này. Thì mình sẽ cố gắng vệ sinh xem nó có hết được không. Không hết được, chắc phải chịu thôi. Đôi này thì cũng 600.000. Đôi này dáng của nó đẹp, nhưng mà nó bị xước ở đây. Thì để mình kiếm xem ở đâu có cái sơn. Mình sơn cái chỗ đen này vào là đẹp. Đôi này 650 này. Đôi này cũng 650 nha mọi người. Xem size đôi này. Đôi này size 43. Đôi này 43. Đôi này 42. Còn con này là 750. Con này để mình xem lại. Ừ, con này 750 này. Size 41. Mình báo nhầm size. Lúc đan size 41 nha. Giá đôi này thì để mình vệ sinh lại. Nếu mà một số chỗ mình không vệ sinh được thì giá nó sẽ giảm xuống một tí. Nhưng mà chắc cũng phải tầm 700 thôi. 42 này. 750 này. Bóng rổ PD. Đôi này thì 600.000. Một đôi em mắc. Size 40.5. Đôi này thì nó bị mốc ở phần lưỡi gà này. Thì mình sẽ cố gắng mình giặt lại. Nhiều giày quá mọi người ạ. Cả sáng nay mình chụp giày mất bao nhiêu thời gian? 42. Size 42 650 nha. Đôi này là 43 cũng 650 này. Con này thì 600.000. 42.5. Giá thì mọi người mua luôn ở video này thì nó vẫn như thế. Còn để sau khi mình giặt thì sẽ có một sự thay đổi nhỏ về giá. 43 này 650. Vì còn nhiều yếu tố nữa mọi người ạ. 40. 40 này 650 này. Đây nó bị bật đế này. Cọ mãi thì nó không ra được. Đôi này chắc phải giặt lại thôi. Đôi này size 40, 650. Đây như Jordan luôn. 41 này. 41 650 nha. Như vậy là báo size cho mọi người gần hết rồi. À hết rồi, chứ không phải là gần hết. Thì nếu mọi người mà ưng đôi nào thì mọi người cứ liên hệ đến bếp của mình để trao đổi thêm. Đây, vệ sinh mãi mà nó không sạch được. Thôi lần sau mình nhờ bên kia vệ sinh cho nó lành, chứ cái thành chết.